Chào các bác, cô chú, anh chị đang còn thức xem video các bác nhé. Đấy, cuộc sống lại trở lại công việc rồi thì chỉ buộc phải làm cây đêm thôi các bác, trừ khi là những ngày nghỉ. Thì hôm nay tôi có một cái cây mai chiếu thủy tôi mang ở quê từ hôm 30 tháng 4 ấy. Mang lên mà cái cây này ngày xưa tôi mua nó là cái cây mai bụi, nó cao này, cao như cái ống rơm này. Tôi cắt đi, tôi lấy cái cốt nó có cái dáng hoành, trực hoành, một thân trực, một thành hoành như này, và nó tôi làm theo cái cắt cho nó tự nhiên nhất có thể. Thì về thấy nó lắm hoa quá thì mang lên để chơi. Thì cũng chưa kịp mua cái chậu nào cả, trồng tạm vào cái chậu xấu xấu đều đều này thôi. Đấy là một cái cây, cũng lại một cái cây nhặt ở quê lên đây. Đấy các bác nhìn, cây này thì nó đặc điểm, nó có cái hay ở cái chỗ là nó có trên chậu lâu năm rồi, và rêu phong này, rêu đấy, rất là ổn định rồi. Nguyên cái bánh chậu cũ này đấy, đang rất nhiều hoa, và cây mini dáng nó rất là nghệ thuật. Cây này có cái khay mỏng, cây đá cho lên định đẹp, làm đá, làm tiểu cảnh đẹp đấy, thơm lắm. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ các bác hai cái cây hoa, thứ là cây mai chiếu thủy này, thứ hai là cây nhài kìa. Cây nhài rất đặc biệt luôn nhé, cây nhài dáng làng, tí nữa các bác sẽ được xem, hãy chờ xem đến cuối các bác nhé. Cây đấy mới là cây đặc sắc, còn cây này là một cây để trồng chơi hoa, và nó có nhiều tính nghệ thuật chứ không thiên về cái thị trường cho lắm. Thị trường như chỉ là xanh si thôi ở miền Bắc các bác nhé, thị trường chỉ là xanh si thôi, giá thì kinh khủng lắm. Đấy, thì người chơi thì mình cứ đa dạng thôi, xanh si đẹp vẫn cứ múc thôi, mà gặp cái gì đẹp thì là múc cái đấy, chứ không cứ là xanh si cả các bác. Đấy, cái này thì chẳng làm cái gì, chỉ trồng thôi các bạn, chỉ trồng thôi, cứ làm tự nhiên, cứ lên là cắt. Tôi trồng cái này các bác nhé, các bác lên chậu xong rồi lúc trồng nó hơi bẩn thỉu nên cũng chẳng quay. Thì đây, xanh thành phẩm đây các bác, tôi chọn mặt này là mặt chính. Đấy, thì chơi hết lứa hoa này thì cắt bỏ cái cành này, cắt đến đây để nuôi cái khẩu này nó đang bị đơ, và nuôi ở trên này xuống lên thôi, ở trên cái chi này. Đấy, cái này cắt thấp xuống đây này, và cái này cắt thụt vào trong, cắt thụt vào trong, lái ra đây cơ chứ không còn là xoáy ở đây, lái ở đây cơ. Đấy, cắt bỏ cái này, bây giờ chỉ cho nó hoa, cho nó thơm hết cỡ đi, xong cắt sau. Đấy các bác, cây mai, cây này mà lúc nào có bác nào mà bác đi giao lưu một cái cây nào giá trị của tôi sẽ tặng bác đi. Đấy, tôi ai đến tôi cũng đều được tặng cây hết, đấy là điều hiển nhiên. Tôi thích như thế các bạn, nhiều khi có thể mua, tất nhiên không thể nào tặng cây quá nhiều tiền được, cây, bởi vì đơn giản cây quá nhiều tiền mình mua cũng rất tâm huyết, nhưng mà mình thích tặng cây nào nó có giá trị nghệ thuật và nó không quá nhiều tiền mà nó vẫn rất đẹp, chứ không phải tặng cái cây bỏ đi thì không có nhiều ý nghĩa các bạn. Đấy, tặng nhau 5-7 triệu nó khó, chứ tặng cái cây thì nó lại dễ. Đấy, mặc dù bỏ tiền ra để mua cây. Đấy, các bạn thấy không? Thơm đấy, để lên cái đĩa nước thì thoải mái mà đẹp, để lên đĩa nước đây, chân bệ các bạn nhìn này. hàng chậu đấy. Cứ cắt nó tự nhiên này thôi, cũng quảng ở quê thôi, nên nó bị nắng, nó bị lệch mỗi một phía, nhưng mà sau nắng nó cần nó lại ok thôi. Đấy, cái này là có cái khay mỏng thì đẹp tuyệt vời, làm cái tiểu cảnh thả nước thì đẹp.
đá tuyết sơn chắc gì đấy, hoặc là đá trầm cũng được, đẹp đấy. Chứ còn mình thì không có thì mình cứ trồng cho nó đẹp, có hoa là được rồi. Mình ghép cái con cuốn chiếu này vậy. Ok, bây giờ đến cái cây nhài kia. Tôi sẽ bê cây nhài ra các bác nhé. Tôi sẽ bê cây nhài ra. Đấy, nó lệch đây mà. Sao cắt vào đây? Tán nó ra này chứ không phải tán xoáy, không phải cây ôm chậu. Xin giới thiệu các bác em nhài. Em nhài này đầu tiên đập vào mắt cỡ đã thích luôn vì là nó dáng làng. Nhài mà bụi thì tất nhiên bụi bụi mà dáng làng, hình hình dáng làng thì nhiều lắm. Nhưng mà cái dáng làng mà có rễ vách như si xanh thế này, vách này, cốt này, đặc này. Cốt đặc các bác nhìn thấy nhuyễn này. Chứng tỏ là cây này bết, rất là bết, rất lâu năm rồi. Và trên chậu cũng lâu năm rồi. Nhìn các bác nhìn cái vết này là trên chậu này. Cây này chỉ chậu thay sau này thôi chứ cây này cũng trên chậu rồi. Đấy các bác nhìn. À, cái chậu này kích thước bao nhiêu? Kích thước đúng 25 27 phủ bì. 27 phủ bì. Và rộng là 22 phủ bì. Cây cao đến hết cái phần thân đó là khoảng độ 18 20. Đấy, sơ bộ cây này vậy. Thì cây này tôi thích chơi cái mặt này nhất. Mặt này nó nhất là nhuyễn. Mặt này thì cũng khá là thuận và không kém phần long trọng. Đấy, các bác nhìn rễ nó như chải mà. Các bác thích không? Rễ nó như chải tóc, nên dùng lược chải các bác. Tôi cho rằng là nó là một cây nhài hiếm. Quý. Nhài quý các bác. Đấy, người chơi mà các bác thấy cái gì độc đáo và hợp lý là múc thôi. Xanh si thì nó chỉ là gì nhỉ, thị trường các bác ạ. Đẹp thì mình vẫn mua, nhưng mà nhiều khi một cái cây xanh như này thậm chí đắt hơn một cây nhài rất là nhiều. Nhưng mà thực tế cái giá trị tôi nghĩ là cái cây nhài nó nhiều hơn. Đấy, cái thị trường như vậy thì biết làm sao được. Thì bây giờ tôi xem nó có chỉnh sửa được cái gì cái này nhé. À đây, khuê các bác, tán nó đây. Tán nó đây, mình xa xa chút. Hoa đây, vừa mới hết một lượt hoa rồi. Vừa mới hết một lượt hoa đây. Giờ lượt hoa mới đây. Lượt hoa mới đây, trên này còn sau là sẽ có nụ thôi. Đấy, tôi xem bây giờ có chỉnh sửa gì được không. Xem là có chỗ nào dày quá thì bớt đi không. Đấy, cái này thì nó bấm bỏ cái đầu này. Bấm bỏ cái đầu này. Và có cây nào bỏ đi không cho nó bớt dày mà. Nhưng mà đối với một cây hoa mà dáng dấp như này thì ta cũng không nên tác động quá nhiều các bạn. Không nên tác động quá nhiều. Tôi sẽ cắt bỏ cái khẩu này cho nó đỡ nhô xấu xấu này thôi. Đấy, và xem nào cái này vắt lên đây cũng khá là quái rồi thì thôi để vậy. Đấy, vách này, cái đằng này vách như xanh như si này. vách toàn bằng cái đũa bệ trải bệt. Đấy, cái đấy mới là mình thích thú. Đấy, xem nào, ok, bây giờ dựng máy lên để cắt một chút. Cái chậu này thì ổn rồi, thì cũng không cần thay chậu khác nữa. Với lại cũng chẳng có chậu khác mà thay. Không thơm cũng thể hoa nhài thôi. Dẫu không thơm được, cũng người Tràng An này. À chà. Khuya đấy. Hơn 12 giờ đấy thôi. Nói cũng như nói thầm.
Sau này sẽ cắt bỏ cái kênh này các bác nhé. Sau này thôi, bây giờ cứ để. Đấy, giờ càng nhiều hoa càng thích. Lụt tiếp gì cái hoa khó nhỉ. Đấy, cho nó thoáng cái chỗ này thôi chứ. Lẹ mất vào đây rồi. Mất luôn bông hoa rồi. Giòn vậy. Mất một bông hoa rồi. Đấy, nó sẽ thoáng cái chỗ này ra, tách được cái vải ra, làm như xanh xì. Sạch sẽ chút. Đấy. Ra đi mất một cái hoa rồi. Hoa ở đây khá là giòn các bạn. Không sao, mai nó lại mọc đầy đấy mà. Ok, thôi các bác nhé, không làm phiền hàng xóm nữa. Quay lại một lượt các bác rồi đi ngủ nhé. Chúc các bác ngủ ngon.